Minh Toàn xin trân trọng mến chào anh chị và bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt trong cái đảo quốc tế Tuần Châu. Và đây là một cái phà đưa du khách từ ngoài đảo về trong đảo Tuần Châu này. Đây là có cả khách du lịch và các cái xe du lịch. Hôm nay Minh Toàn có đến Tuần Châu để quay một số cái video theo yêu cầu của một số khán thính giả. Minh Toàn đến Tuần Châu quay một số video để bổ sung vào hành trình du lịch. Minh Toàn tiện thể ở đây Minh Toàn gặp con tàu này, Minh Toàn quay luôn để gửi đến anh chị một số cái hình ảnh về Tuần Châu. Thì đây là người đầu tiên được xem các video mới về Tuần Châu nói riêng hay về Hạ Long nói riêng, cũng như là về cuộc sống hàng ngày nói chung. Những video mới thú vị thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí, đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi mà kênh có cái video mới thú vị thì anh chị là người đầu tiên được thông báo và là người đầu tiên được xem các video mới thú vị. Cái phà này nó khá là lớn, chờ được cả ô tô luôn. Trước mặt chúng ta là cái vịnh Hạ Long. Đi ra đấy thăm vịnh, các cái tàu mà chở khách ra vịnh là sau khi mà trả khách ở trong cái âu tàu này. Cái âu này. Thì tàu nó sẽ lui về và đậu ở bên phía này. Đây, tàu lui về đậu ở đây. Đây là cái nơi mà tàu ngủ đêm. Đấy, toàn bộ rất là nhiều tàu. Phòng ngủ đêm luôn. Có hai nơi để tàu ra vào, một là cái nơi này là tàu trú ngụ qua đêm, hai là ở cái mà cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, là khi mà chúng ta đi ra vịnh hay là chúng ta đi ra đảo thì chúng ta sẽ vào cái âu tàu này, cảng khách này, để chúng ta mua vé và chúng ta lên tàu. Lúc nữa Minh Toàn sẽ đến chỗ cái cảng khách quốc tế để gửi đến anh chị một số hình ảnh của cái cảng khách quốc tế nhé. Đấy, bây giờ nó đi xong rồi, bây giờ nó rút ra anh chị nước. Lần đầu tiên được thấy luôn. Sóng ngập máy quá. Đây là một cái phà. Đúng là lần đầu tiên xem phà nó lùi ra đấy. Trên cái buồng kia là lái, buồng này là lái tàu. Máy của phà này khá là khỏe. Phà này cũng sẽ vào trong này để mà ngủ đêm, ngủ qua đêm, mai lại đưa khách du lịch đi, hoặc là tối có chuyến nào thì là đưa đi.
đây nhiều tàu lắm anh chị, nhiều tàu cả khách. Còn xa bên kia mà anh chị thấy nhìn thấy đất liền, người ta gọi là Ngọc Châu, bên đấy thì chưa xây dựng nhiều, sắp tới thì bên đấy sẽ xây dựng và phát triển rất là mạnh luôn. Đây, bây giờ xin mời anh chị đến cái chỗ cảng tàu khách quốc tế để chúng ta ngắm cái nơi mà chúng ta mua vé để chúng ta lên tàu, lên thuyền, chúng ta đi ra Vịnh và chúng ta đi ra đảo, nơi đấy nó như thế nào nhé. Đây, và đây là cái cảng tàu khách quốc tế mà khi mà chúng ta lên đây mua vé xong, chúng ta đi ra đây để chúng ta lên tàu và chúng ta xuống tàu du lịch, chúng ta cũng đi ở đây luôn. Đằng trước mặt chúng ta nơi xa cái chỗ này này. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ múa rối nước đấy anh chị ạ. Còn khu này là khu bán các cái đồ lưu niệm. Bên kia đường là những cái nhà nghỉ, cái nhà hàng, khách sạn. Và đây là những cái con tàu mà sau khi mà đưa khách về thì tàu đậu ở đây. Lúc nữa mình toàn phải ra bãi biển, mình cần quay một số cái hình ảnh về bãi biển nữa để gửi đến cho một số khán thính giả mà người ta vào nhắn tin nhờ mình toàn quay. Đây, và bây giờ mình toàn sẽ ra phía trước của cái cảng tàu khách này để gửi một số hình ảnh đến anh chị nhé. Đây là đằng trước cái cảng tàu khách, nơi mà chúng ta đi vào chúng ta mua vé để mà đi ra các cái tàu để chúng ta đi ra Vịnh và đi ra đảo. Ngay ở chỗ cái bùng bình nước đây anh chị. Đấy, anh chị cứ đi vào cổng Tuần Châu xong rồi là chúng ta sẽ đi thẳng đến đây và chúng ta đi vào đường này luôn. Ở đây cũng đang xây dựng, trong đó là các xe ở trong này sẽ đón anh chị đưa về nhà hàng khách sạn. Wow, lượn ác thế. Đây, bây giờ xin mời anh chị chúng ta hãy đến ở cái bãi tắm một chút nữa để chúng ta nhìn cái bãi tắm xem chúng ta có thể là có nên tắm và có nên đến Tuần Châu hay không nhé. Ở Tuần Châu thì mới khai trương cái bãi đỗ trực thăng. Đấy, những cái chuyến trực thăng mà chúng ta có thể lên trực thăng để chúng ta đi ra ngoài đảo để chúng ta hoặc đi trên biển để chúng ta xem trực thăng. Trực thăng, con trực thăng nằm kia anh chị kìa. Và đây là cái bãi tắm của Tuần Châu. Hai bên đường đang xây dựng rất là nhiều, tuy nhiên cũng rất là nhiều khách du lịch về đây để tắm biển, nhất là những ngày nắng nóng như mấy hôm nay. Để xem các video thêm về Tuần Châu nói riêng hay về Hạ Long nói chung, cũng như là những video mới thú vị hàng ngày, thì rất mong anh chị xem thêm ở trong cái danh sách phát là Cuộc Sống Quảng Ninh hoặc Cuộc Sống Hạ Long ở trong kênh.
mà anh chị đang xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị anh chị nhé. Video này mình Toàn xin phép dừng ở đây. Xin chào anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.